Dương nhiệt đới Amazon, thường được gọi là lá phổi của trái đất, là một hệ sinh thái rộng lớn và bí ẩn, bao phủ một phần đáng kể của Nam Mỹ. Trải rộng trên 5,5 triệu km2, đây là nơi sinh sống của hệ động thực vật đa dạng đáng kinh ngạc. Một trong số đó chưa được khám phá và hiểu biết đầy đủ. Từ những thành phố được xây dựng bởi người khổng lồ, đến loài chim có tiếng kêu thảm thiết về cái chết. Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Dưới đây là 7 sự thật gây sốc về rừng Amazon. Trước khi bắt đầu vào hành trình khám phá thực sự, hãy để mật mã địa lý nói cho bạn biết điều này. Rừng Amazon trải rộng không chỉ một mà là ở 9 quốc gia. Phần lớn nhất của rừng trải rộng trên 60% ở Brazil, 13% ở Peru, 10% ở Colombia và còn lại là 5 quốc gia khác. Bạn có biết có hơn 4 triệu cây trong rừng nhiệt đới Amazon. Những cái cây này thực sự to và rậm rạp đến mức tia nắng không chiếu tới mặt đất. Tổng diện tích của rừng nhiệt đới Amazon là khoảng 5,6 triệu km2 và bao phủ khoảng 4% toàn bộ trái đất. Amazon có nhiều loại động vật độc đáo, bao gồm chim, bò sát, lưỡng cư và động vật có vú. Hầu hết những loài động vật này chỉ có ở Amazon. Loài động vật nổi tiếng nhất của vùng Amazon là cá heo hồng. Bên cạnh đó còn có những loài thú ăn kiến khổng lồ, lạc đà không bướu khổng lồ và báo đốm. Những loài động vật này phần lớn đóng góp vào sự cân bằng của rừng nhiệt đới. Nếu dùng một từ miêu tả về rừng nhiệt đới Amazon thì đó sẽ là một nơi bí ẩn. Nhiều người ghé thăm Amazon hàng năm chỉ để trải nghiệm vùng hoang dã rộng lớn này một cách gần gũi nhất có thể. Họ có thể đến săn bắt, câu cá, đi bộ đường dài và ngắm nhìn động vật hoang dã. 1. Jiggly, bí ẩn của những con mương khổng lồ. Rừng Amazon từ lâu đã được coi là một hệ sinh thái nguyên sơ chưa bị con người chạm tới trước khi châu Âu đến. Những nghiên cứu mới nhất đã thấy con người từng sinh sống ở đây rất lâu. Nhiều địa điểm chỉ mới được phát hiện gần đây do sự tiến bộ của các hoạt động chăn nuôi nông nghiệp và gia súc ở Amazon. Và cũng thật trớ trêu thay là nhờ nạn phá rừng diễn ra ngày càng trầm trọng tại đây dẫn đến việc phát hiện hơn 450 mương có hình dạng hình học. Được coi là hình vẽ địa lý, chiếm khoảng 13.000 km2 ở bang Acre của Brazil. Hàng trăm rãnh lớn có hình dạng hình học đã được khoét vào lòng đất của rừng nhiệt đới, được gọi là jiggly. Cái nhỏ nhất có chiều ngang 30m, trong khi cái lớn nhất là gần 400m. Chúng được ước tính đã hàng nghìn năm tuổi và các nhà khoa học không biết tại sao chúng tồn tại. Các mô hình học mà chúng ta có thể nhìn thấy thông qua những công trình có thể kể đến như là hình vuông, hình tròn, hình chữ U, hình elip và hình bát giác có thể sâu tới 4m. Các nhà khoa học tin rằng các hình vẽ trên trái đất được tạo ra bởi các bộ lạc bản địa ở vùng Amazon trong khoảng thời gian từ 1.000 năm trước công nguyên đến năm 1.000 sau công nguyên. Người dân bản địa ở Acre, Brazil vẫn bảo vệ các địa điểm đào đất như những nơi thiêng liêng. Không giống như những cư dân Brazil khác trong khu vực, họ tránh sử dụng địa điểm này cho hoạt động trần tục, chẳng hạn như nhà ở hoặc nông nghiệp. Và những di tích cổ xưa đặc biệt này được họ bảo vệ theo cách riêng của mình. Những địa điểm này từng là không gian nghi lễ quan trọng thông qua các thiết kế hình học. Một trong số thành viên trong cộng đồng đã giao tiếp với nhiều sinh vật khác nhau trong môi trường, chẳng hạn như linh hồn tổ tiên, động vật và các thiên thể. Thậm chí các mô hình học khác nhau đóng vai trò là cánh cửa và con đường để tiếp thu kiến thức và sức mạnh của một thế giới siêu nhiên. 2. Quái vật khổng lồ Mapinguri, Chulachaqui. Khi bạn tìm hiểu về những cái tên bí ẩn nhất tại Amazon thì không thể bỏ qua Mapinguri. Theo truyền thống ở đây thì những linh hồn bảo vệ khu rừng và động vật khỏi những thợ săn, tiều phu hoặc bất kỳ người nào thiếu tôn trọng bước vào phá vỡ trạng thái tự nhiên và bình yên của khu vực này. Và giống như hầu hết các nhân vật trong những câu chuyện thần thoại tại phương Đông, Mapinguri được coi là có vẻ ngoài nổi bật và có phần kinh dị. Chúng có kích thước bằng một người trưởng thành với một con mắt to đáng sợ ở phía đầu trước, cái miệng khổng lồ nằm sâu xuống giữa bụng. Cái bàn chân khổng lồ quay về phía sau hoặc toàn thân được bao phủ bởi một lớp lông dài xù xì, màu đỏ. Nó gầm lên như những âm thanh khủng khiếp và bốc mùi hôi thối đến mức có thể khiến những người không may mắn hít phải nó phát điên. Thậm chí mạnh đến mức khiến họ câm lặng suốt đời. Bắt đầu từ nửa sau thế kỷ thứ 20, các nhà mật mã học người Mỹ và châu Âu đã nghe được những báo cáo này và xác định Mapinguri là một loài linh trưởng chưa được biết đến. Theo nghĩa đen của Bigfoot của Amazon, hiện tượng bàn chân quay về phía sau mặc dù không phải là đặc điểm điển hình của các báo cáo về Bigfoot, nhưng lại phổ biến trong văn hóa dân gian. Một sinh vật như vậy sẽ khiến cho những người cố gắng theo dõi nó bối rối vì dấu chân của nó dường như đi theo hướng ngược lại.
Tuy nhiên, Marie Curie trong những văn hóa dân gian theo truyền thống luôn là một pháp sư đã phát hiện ra chìa khóa của sự bất tử, khiến các vị thần tức giận trừng phạt anh ta bằng cách biến anh ta thành một sinh vật gớm ghiếc như trên. Nhưng nếu bạn tìm kiếm Marie Curie trên web ngày nay, bạn sẽ thấy một điều rất khác. Đó là một loài động vật thực sự, một loài lười đất bằng cách nào đó đã sống sót sau sự tuyệt chủng của nó. Bên cạnh Marie Curie, văn hóa dân gian Brazil còn kể đến Chucubira, một trong những người đàn ông nhỏ bé với bộ lông màu đỏ hoặc cam tươi. Hay đó có thể là một cậu bé với mái tóc màu đỏ hoặc cam, chuyên quấy rối những người thợ rừng và thợ săn. Ngoài ra còn có Chulachaqui. Anh ta có thể trông giống như một thành viên trong gia đình bạn, một người thân, một người dân địa phương tốt bụng hoặc một người hướng dẫn viên có thiện chí đưa bạn qua những con đường phức tạp. Sau khi đi theo họ, bạn có thể bị dẫn vào sâu trong rừng rậm và không bao giờ có thể trốn thoát được. Ý định của Chulachaqui là mê hoặc, sau đó chiếm lấy linh hồn của con người và biến họ trở thành một phần của quân đoàn linh hồn cư trú tại rừng nhiệt đới Amazon. Thông thường, Chulachaqui trông giống như một người đàn ông nhỏ bé, xấu xí, với đôi chân không khớp. Một chân hướng về phía trước và chân còn lại hướng về phía sau. Và một hoặc cả hai chân có thể có hình dạng khác. Móng guốc hoặc dấu chân của một số con mồi khiến chúng gần như không thể theo dõi được. Đó là lý do tại sao một lời khuyên từ những người đã lớn tuổi ở khu vực này là mỗi khi gặp ai đó trên đường đi trong rừng, hãy nhìn vào chân của họ. Nếu bạn thấy anh ta đang cố gắng che giấu chúng, hãy hét lên Chulachaqui để nhìn thấy diện mạo thực sự của anh ta. Xem cách anh ta xấu hổ khi biến mất, để lại dấu chân của một con người và một con thú. Nhưng các bạn thân mến, tôi không biết là liệu khi đối mặt trực tiếp với loài vật này, bạn có đủ khả năng để hét lớn hay là ngất lịm đi sau khi nhìn thấy hình ảnh đáng sợ đó. 3. Dòng sông sôi sục. Bạn đang nghĩ đến việc đi bơi ở Amazon? Có một con sông mà chúng tôi muốn cảnh báo với bạn. Với nhiệt độ lên tới 110 độ C, không quá lời khi nói rằng Chanay Timbisca đang sôi theo nghĩa đen. Người dân địa phương trong làng tin rằng một con sông sôi được sinh ra bởi Chucamama, một linh hồn khổng lồ, được mệnh danh là mẹ của nước. Dòng sông Amazon sôi sục này có chiều rộng bằng một con đường hai làn xe. Khi bắt đầu sông, nước lạnh nhưng trở nên nóng và chảy nóng ở bốn dặm cuối sông. Phần sâu nhất của sông sâu tới 4 mét, mặc dù có nước sôi nhưng dòng sông này tự nhiên không có núi lửa. Bạn có thể tưởng tượng lượng nhiệt cần thiết để giữ cho khối lượng nước lớn này làm nóng gần đến nhiệt độ sôi. Nước ở đây có thể nấu chín những động vật nhỏ trong vòng vài giây và để lại xác của những động vật không may bị nấu chín dưới lòng sông. Nếu không phải là núi lửa thì nhiệt lượng này đến từ đâu? Câu trả lời cho vấn đề này nằm ở độ dốc địa nhiệt của trái đất chúng ta. Như tất cả chúng ta đã học trong lớp địa lý rằng khi chúng ta đi sâu xuống trái đất, trời sẽ nóng hơn. Sự đốt nóng này là sự kết hợp của lượng nhiệt còn sót lại trong quá trình bồi tụ hành tinh, phân xạ phóng xạ và nhiều nguồn nhiệt nhỏ hơn khác. Xa xa khỏi những ngọn núi lửa đang hoạt động và ranh giới của một mảng kiến tạo, nhiệt độ tăng lên 25% khi bạn đi sâu mỗi km vào lớp vỏ trái đất. Nếu chúng ta giả sử rằng nhiệt độ trung bình của bề mặt Amazon là 27 độ C, và với độ dốc địa nhiệt điển hình thì nước cần di chuyển 1,37 km vào lớp vỏ trái đất để nóng lên ở nhiệt độ 110 độ C. Tuy nhiên, chúng ta có thể giả định rằng những nước mưa từ thiên thạch đã di chuyển ít nhất 1,4 km vào lõi trái đất. Theo lý thuyết này, nước mưa từ thiên thạch rơi xuống bề mặt rừng mưa Amazon và phát hiện ra những đường nứt sâu nơi nước di chuyển sâu vào lòng đất. Tại đó, nước được làm nóng theo độ dốc của nhiệt độ địa nhiệt. Sau đó, rất có thể nước này đã lên bề mặt trái đất qua các đường nứt và khe hở khác nhau, cũng như các suối nước nóng được cấp từ các đường nứt đó và làm nóng nước của dòng sông Amazon đang sôi. Các đặc điểm của trái đất ở khu vực này khiến hiện tượng nước sôi trong một con sông trở nên rất hiếm. Thậm chí không có một con sông nhiệt đới nào trên hành tinh này có quy mô như vậy. 4. Thành phố đã mất của những người khổng lồ. Câu chuyện về những công trình kiến trúc được xây dựng bởi người khổng lồ không phải là hiếm trên thế giới. Và tại vùng đất bí ẩn hàng đầu thế giới như Amazon, các nhà thám hiểm cũng tìm thấy những cấu trúc khổng lồ cao và rộng hơn 80 mét và được tạo từ hàng trăm khối nặng hàng tấn. Chúng trông giống như một bức tường lát đá, một con phố cổ hay quảng trường với góc nghiêng 60 độ. Theo các nhà khảo cổ, đây có lẽ là mái của một công trình kiến trúc lớn hơn. Nhiều khối đá được xếp thẳng hàng hoàn hảo và có sắc cạnh dường như được điêu khắc bởi bàn tay của con người. Truyền thuyết nổi tiếng nhất liên quan đến thành phố đã mất ở Amazon là El Dorado. Cái tên El Dorado bắt nguồn từ truyền thống của người Muisca.
một trong nhóm người bản địa ở Colombia ngày nay. Người Mosca đã thực hiện một nghi lễ mà các nhà thám hiểm Tây Ban Nha hay còn gọi là El Hombre Dorado, hay người đàn ông vàng. Trong nghi lễ này, thủ lĩnh của Mosca sẽ được phủ hỗn hợp bụi vàng và bùn từ đầu đến chân, tạo ra một người đàn ông vàng thực sự. Sau đó, họ sẽ chất lên một chiếc bè cùng những đồ vật bằng vàng và những hàng hóa được chế tác tinh xảo. Trên nền âm nhạc tuyệt vời và sự phô trương, thủ lĩnh của Mosca sẽ lên bè và đi đến trung tâm của hồ Cuatavita. Khi đến đó, anh ta sẽ ném những đồ vật bằng vàng sáng bóng xuống vùng nước tăm tối, không bao giờ nhìn thấy được nữa. Theo thời gian, truyền thuyết phát triển và lan truyền rằng có một thành phố vàng. Vào thế kỷ thứ 16 và 17, nhiều nhà thám hiểm châu Âu đã hành trình vào trung tâm Nam Mỹ để tìm kiếm những thành phố huyền thoại này. Những cuộc hành trình đầy thường xuyên và đầy nguy hiểm này, mặc dù không mang lại những kho báu mà họ tìm kiếm, nhưng chúng đã dẫn đến việc thành lập bản đồ và khám phá phần lớn lục địa Nam Mỹ. Trong 15 năm qua, các dự án khảo cổ hoạt động của lưu vực sông Amazon cho thấy khu vực này là nơi sinh sống của dân số đông hơn chúng ta tưởng tượng. Những dấu tích về một thành phố vàng thì có vẻ là vẫn chưa được xác thực. Những người cho rằng những truyền thuyết đó chỉ là những câu chuyện bắt nguồn từ những nỗ lực của người Mỹ bản địa đánh lạc hướng những kẻ xâm lược đến từ châu Âu. Khi được hỏi về địa điểm thực sự của El Dorado nằm ở đâu, người bản địa thường cung cấp những mẩu tin như thành phố này nằm ở bên kia con sông, bên cạnh hoặc phía sau ngọn đồi, đặc biệt là bất cứ nơi nào ngoại trừ nơi ở của họ. 5. Những tiếng kêu ban đêm kỳ quái của chim Potu. Nếu bạn có sở trường về meme thì chắc hẳn bạn đã từng nhìn thấy một con chim có ngoại hình giống như cú nhỏ và đôi mắt to ngốc nghếch. Bạn có biết loài chim này tên là gì không? Đó là Potu, thuộc họ Nystorybidae. Chúng thường xuyên xuất hiện trong các meme vì cái tên ngộ nghĩnh. Vẻ ngoài hơi ngốc nghếch nhưng đáng sợ và đôi mắt to vàng màu đờ đẫn. Potus là loài chim ăn côn trùng. Amazon là nơi có nhiều loài Potus nhất, với 5 trong số 7 loài được tìm thấy ở đó. Chúng nổi tiếng với tiếng kêu ma quái và khả năng ngụy trang đáng kinh ngạc. Tiếng gọi ma quái của chim Potus đã tạo ra phiên bản Hesher và Crito của người Amazon. Câu chuyện cổ tích của Đức, câu chuyện diễn ra như thế này. Ngày xưa, có hai đứa trẻ bị cha mẹ bỏ lại trong rừng Amazon vì không đủ khả năng nuôi chúng. Những đứa trẻ lo lắng bắt đầu la hét để tìm kiếm bố mẹ. Cuối cùng, họ biến thành Potus. Tiếng kêu đầy thảm thiết của loài chim này như tiếng hát ma ma để gọi mẹ của những đứa trẻ khi bị bỏ rơi. Một câu chuyện đau buồn tương tự về hai người yêu nhau cũng phổ biến ở Ecuador. Hai người yêu nhau sau khi bị bắt chia cắt thì vô cùng đau buồn. Cuối cùng, một người trở thành mặt trăng và người kia trở thành chim Potus. Potus luôn vươn tới mặt trăng, người yêu không thể chạm tới của nó. Với vẻ ngoài xinh đẹp đến lạ lùng và tiếng gọi ma quái, những chú Potus chắc chắn sẽ khiến bạn phải rùng mình khi nghe thấy, đặc biệt là vào ban đêm. Loài chim này cũng là một cao thủ trong nghệ thuật giấu mình trong thiên nhiên. Với màu lông tựa như thân cây của chúng thì hòa mình vào những cành cây chết. Những chú Potus có thể ngồi yên một cách đáng kinh ngạc khi nhắm mắt, thậm chí chúng còn nhấc mỏ của nó lên khiến mình trông như một cành cây. 6. Những loài động vật nguy hiểm chết người, rắn Anaconda, ếch độc, lươn điện. Những loài động vật được tìm thấy ở nhiệt đới Amazon không chỉ dễ thương như loài chim Potus mà còn gây dễ chết người nữa. Trong số đó, rắn Anaconda, loài độc dược biết chuyển động số 1 tại khu vực này là quen thuộc nhất. Đây là loài rắn lớn nhất thế giới, nặng tới 250 kg. Chúng thích môi trường sống ở đầm lầy và sông chảy chậm. Điều đáng kinh ngạc là con rắn khổng lồ này có thể dài tới 9 m và có hoa văn màu xanh lá cây, đen hoặc vàng. Phương pháp săn mồi của chúng bao gồm việc siết chặt và nuốt chửng những con mồi lớn, bao gồm cả chuột lang nước và cá sấu. Mặc dù được biết là tránh sự tương tác của con người, nhưng khi bị đe dọa, chúng cũng có thể tấn công và giết chết con người. Tiếp theo đó là cá piranha, được mệnh danh là loài vật cuồng ăn. Thậm chí sự điên cuồng này còn được tổ chức một cách chặt chẽ. Loài cá này phối hợp với nhau bằng cách thay phiên ăn hết thức ăn miếng này đến miếng khác cho đến khi tất cả thành viên đều no bụng. Chúng chủ yếu ăn cá, nhưng chế độ ăn cũng có thể bao gồm côn trùng, động vật giáp xác và thậm chí là cả động vật có vú nhỏ. Trong môi trường sống tự nhiên của chúng, cá piranha ưa thích những dòng sông và hồ chảy chậm trong rừng nhiệt đới, nơi chúng phát triển mạnh ở vùng nước nông, ấm áp. Đặc biệt có tính xã hội, những đàn cá này có thể lên đến hàng trăm con, mang lại sự an toàn về số lượng và hiệu quả trong việc săn bắt. Trái ngược với thông tin phổ biến, việc con người chạm trán với cá piranha
hiếm khi dẫn tới những thương tích nghiêm trọng. Hầu hết về những huyền thoại về sự hung dữ của chúng đều bị phóng đại. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn trải nghiệm cảm giác như một miếng sushi thì hãy tránh xa chúng ra. Có khoảng 120 loại ếch độc cũng được tìm thấy ở trong rừng nhiệt đới Amazon. Những con ếch có màu vàng sáng này trông rất hấp dẫn đối với nhiều người. Những nọc độc của chúng có khả năng giết chết khoảng 10 người. Với nhiều màu sắc sặc sỡ như vậy, chúng rất dễ tìm thấy trong những ngày mưa. Lươn điện cũng là loài vật gây sát thương lớn. Với điện áp đầu ra là 600V, gấp 5 lần mức cần thiết của con người làm bất tỉnh, loài vật nổi tiếng với sự thật như một máy kích điện nặng đô. Những đặc điểm đáng kinh ngạc này hoạt động như một cơ chế phòng thủ và một phương tiện để làm choáng váng con mồi. Những con lươn này có thể dài 2,5m và nặng 18kg, thường sống ở đáy bùn của vùng nước tĩnh lặng ở Amazon và chế độ ăn của chúng bao gồm cá và động vật lưỡng cư nhỏ. Những con cá đáng kinh ngạc này có thể sống tới 22 năm và có thể co giật trong gần 8 giờ, ngay cả khi nó đã chết. Mặc dù lươn là món ăn phổ biến ở Nhật Bản, châu Âu và Trung Quốc, nhưng lươn điện lại không được tiêu thụ phổ biến. Và câu trả lời có lẽ là do thịt của nó không ngon hoặc có thể là do khó đánh bắt do lớp phòng ngự tối tần của chúng. Và đương nhiên cũng có thể bỏ qua cái tên báo đốm. Tên gọi này xuất phát từ bản địa Jaguar, có nghĩa là kẻ giết người bằng một cú nhảy. Mặc dù chỉ nặng gần 1kg khi mới sinh ra, nhưng chúng tăng trung bình lên tới 120 pound. Mặc dù con số lớn nhất từ khi nhận là hơn 50kg, thường bị nhầm với báo hoa mai. Điểm khác biệt chính là đốm của chúng được gọi là hoa hồng. Hoa hồng trên báo đốm cũng có những chấm nhỏ ở giữa, trong khi hoa hồng của báo thì không. Báo đốm là loài leo núi và bơi lội mạnh mẽ. Chúng có thể chạy 50 dặm một giờ trên đất liền và nhảy cao 3 mét. Không giống như những loài mèo khác giết chết con mồi bằng cách cắn vào cổ gây ngạt thở, báo đốm Mỹ cắn vào hộp sọ, nghiền nát các mảnh vỡ vào não. Sử dụng bộ lông ngụy trang và kỹ thuật săn mồi, báo đốm là loài săn mồi sắc bén. Chế độ ăn của chúng bao gồm chim, cá, động vật có vú nhỏ, loài gặm nhấm và thậm chí là cả cá sấu. Ngoài ra, bạn cũng có thể biết đến những cái tên khác như cá sấu đen, kiến đạn, nhện lang thang Brazil, đại bàng Harpy. Chúng là những ác mộng kinh hoàng đối với bất kỳ ai đến Amazon. 7. Rừng Amazon không còn là lá phổi xanh của trái đất. Đây chính xác là sự thật mà nhiều người chúng ta nên biết. Rừng nhiệt đới Amazon từng được mệnh danh là lá phổi của trái đất. Tuy nhiên, nạn phá rừng và khai thác quá mức cũng khiến vai trò này bị đảo ngược. Trong quá khứ, rừng nhiệt đới Amazon có chức năng như một bể chứa carbon vì cây cối và thảm thực vật trong đó hấp thụ carbon dioxide từ khí quyển như một phần của quá trình tạo ra năng lượng, được gọi là quá trình quang hợp. Carbon dioxide sau đó được lưu trữ trong rễ, cành và lá của chúng. Các bể chứa carbon rất cần thiết để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu hơn nữa. Bằng cách hấp thụ lượng khí thải carbon dư thừa, chúng ngăn chặn mức độ carbon dioxide trong khí quyển tăng thêm. Mặc dù nắm giữ vai trò quan trọng, song những năm gần đây, rừng Amazon liên tục bị tàn phá bởi nạn chặt cây, khai thác khoáng sản tràn lan, đốt rừng để làm nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Nhiều diện tích đất bị xóa sổ, đẩy một số loài động vật, thực vật quý hiếm vào nguy cơ tuyệt chủng, gây mất cân bằng sinh học. Theo số liệu mới nhất công bố vào tháng 8 năm nay, nạn phá rừng Amazon ở Brazil đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm và giảm 66% so với cùng kỳ năm trước, ở mức khoảng 500 km2 rừng bị tàn phá. Tuy nhiên, đây vẫn là con số lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu rừng nhiệt đới. Thậm chí năm 2021, theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature vào 14 tháng 7, các nhà khoa học ước tính lượng carbon dioxide thải ra là từ rừng Amazon là 1 tỷ tấn một năm, tương đương với lượng phát thải của cả Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học xác nhận lá phổi Amazon thải khí carbon nhiều hơn hấp thu. Trong khi đó, tại khu vực đông nam Amazon, dù không bị đốt phá nhưng nhiệt độ cao và khô hạn cũng khiến rừng thải ra nhiều CO2 hơn. Và nếu như tình trạng vẫn tiếp tục, việc đánh mất vùng đất màu lục bảo tươi tốt này là hoàn toàn có thể xảy ra. Rừng Amazon là một vương quốc sở hữu vẻ đẹp quyến rũ của vùng thiên nhiên hoang dã. Những bí ẩn của nó tiếp tục sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta trên chặng đường khám phá tự nhiên, đồng thời cũng nhắc nhở cho chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo tồn và hiểu biết về hệ sinh thái này. Bạn có mong muốn một lần được đặt chân đến vùng đất này để tự cho mình bắt đầu một cuộc hành trình đáng kinh ngạc? Từ những bộ lạc ẩn giấu và sự đa dạng sinh học cho đến những hình vẽ địa lý bí ẩn và những loài động vật nguy hiểm chết người. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like và subscribe cho Mật Mã Địa Lý để xem những video mới nhất của chúng mình nhé. Hẹn gặp lại!